lỡ bao tải. Công chúa, ngươi có biết tại sao sau khi cô lọt lòng mẹ là thích Tuyết như vậy không? Ta đâu có biết. Hạ Tùng bất khả nhị như Tuyết Mỹ. Ngày xưa có một con côn trùng tên là Hạ Thiện, tánh mạng của nó rất ngắn ngủi. Mùa hè chào đời, chưa tới mùa đông thì đã chết. Con người đã nói với con Hạ Thiện, hễ tới mùa đông là trời sẽ có tuyết. Nhưng mà nó không biết đó là cái gì, bởi vì nó chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy tuyết. Nó mong là có thể nối dài tánh mạng, thoát được cảnh hạ sanh thù chết. Cũng chính vì tánh mạng của nó ngắn ngủi, cho nên nó hiểu được tánh mạng của nó rất là quý giá. Con Hạ Thiền đó đã hứa với Hoàng Âm, nếu sau này có thể giữ tánh mạng được lâu hơn thì nhất định sẽ quý tánh mạng, không những là bản thân của mình mà còn biết quý tánh mạng của muôn loài trên thế gian này nữa. Nó còn hứa là khi đi đường sẽ không đạp chết một con kiến, không đè hay là giết chết một con nhộng. Trăm ngàn năm sau, con Hạ Thiền này rốt cuộc đã chuyển thế làm người và đã sinh ra trong nhà của đế vương, cành vàng lá ngọc. Bây giờ cô có thể mỗi ngày đi ngắm tuyết, nhưng mà cô đã quên tất cả lời hứa hẹn kiếp trước của mình, càng quên đi sự quý giá của tính mạng. Bướng bỉnh ngang ngược, sát sanh bừa bãi, kẻ mà chết dưới tay của cổ không biết bao nhiêu người. Lỡ bao tải, ngỡ đâu rồi? Lỡ bao tải, ngỡ đâu rồi? Lỡ bao tải, đừng có hù ta. Quận chúa, nếu như cô thích ai làm cử nhân đó thì cô cứ việc chọn đi ha, chọn đi. Hương thổ dĩa đất ơi. Hoàng thượng, hãy nghĩ cách cứu Văn Thoại ra mau đi. Thái hậu, trẫm cũng đã gặp phải tình cảnh này. Cái bao tải không mở ra, mình không có cách nào đánh phá được đâu. Như vậy làm sao đây? Văn Thoại ở trong này đó. Văn Thoại, con sao rồi? Ây da, sao tay của con nhiều máu quá vậy? Hoàng huynh, mẫu hậu, Văn Thoại ta dính đầy máu, tội nghiệp sâu nặng. Ta quyết định từ nay xuống tóc đi tù. Xin hoàng huynh mẫu hồng cho tội. Quân chúa, Hoàng Nhi, sao khi không còn lại xuất gia chứ? Tại sao vậy? A Di Đà Phật, mộ khổ thần chung như đánh thức ở trên đầu, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Công chúa đã được đại triết đại ngộ. Người là ai? Có phải hắn đã khiến con như vậy không? Tất cả hành vi của công chúa cũng vì một chữ thần, cho nên ngang ngược lộng hành, giết người bừa bãi. Bây giờ xuất gia, pháp hiệu của cổ là không được thần. Mong hoàng huynh mẫu hậu cho tội. Không được thần, để chuộc tội nghiệp sâu nặng của người. Sau khi xuống tóc, người phải năm bước một quỳ, mười bước một lại, đi tới phủ Đà Sơn, tới Quan Âm Tịnh Viện để tịnh tù. Người có hiểu không? Ta hiểu. Không được thân, người sát sanh vì người mãn đạo. Sau khi xuống tóc, người phải suốt đời ở lại trong chùa chiền tụng kinh niệm Phật, không được rời nửa bước. Người có hiểu không? Dạ hiểu. Không được thân, người sát sanh vì người mãn ngữ, cho nên sau khi xuống tóc, ngoài miệng tụng kinh niệm Phật, suốt đời không được nói chuyện với ai. Ngươi hiểu không? Dạ hiểu. Không được thân, trước khi xuống tóc, ngươi còn có lời gì muốn nói với người thân của ngươi không? Hoàng huynh, Hoàng muội,
vì thường ngày hoàng huynh quá dung túng muội nên mới gây ra rối lầm lần này. Hoàng nhi, mẹ không có cho con xuất gia, chúng ta là người một nhà mà, tại sao không thể chung với nhau? Duyên khởi duyên diệt đều có định số. Hoàng huynh, bây giờ ta chỉ có một tâm nguyện. Hoàng muội có tâm nguyện gì, cứ nói đi. Hoàng huynh là một đấng hoàng đế, một lời nói thôi có thể khiến trăm ngàn người bị rơi đầu. Mong hoàng huynh hãy ghi nhớ hai câu này: đi đường không đạp chết con kiến, đốt đèn không giết con dòng bay. Hoàng huynh nhất định sẽ ghi sâu trong lòng. Mệt lắm rồi, nghỉ một chút uống miếng nước rồi mới lên đường nha. Bây giờ Giang cô nương và Tào đại nhân đã được rửa sạch tội oan. À, cái câu quận chúa đanh đá này á, rốt cuộc gặp quả báo. Tự ý mình là quận chúa khỏi bị trị tội, rồi giết người bừa bãi, rốt cuộc bị trời diệt đó. Quận chúa vốn là cành vàng lá ngọc, bây giờ đến nông nỗi này, ta thiệt thấy buồn cho cổ lắm. Đây có lẽ gọi là thiên lý tuần hoàn. Quận chúa bị kết cục như vậy, có lẽ gọi là quả báo đó. Ngoan nha, ngoan, mùi mùi. À, thiếu gia, cậu cứ nói là chuyện trên trời cậu biết phần nữa, còn chuyện dưới đất thì cậu biết hết, bây giờ cũng nhờ ân công thôi. Ngươi còn nói nữa hả? Hôm xưa ai tự ý thông minh, biểu ân công là hung thủ. Ngày hãy khấu đầu lại hắn đi, nếu không ta bị hắn cắn người đó. Khấu đầu? Ê, thiếu gia, có phải tại vì lần trước ta giỏi hơn cậu cho nên bây giờ cậu muốn trả thù riêng hay không? Vậy ngươi có khấu đầu hay không? Hả? Ê, thôi được, thôi được. Ê, tiểu nhân có lỗi, ê, xin đừng trách cứ ta. Ây da, Tào đại nhân về tới kìa. Về tới kìa. Có phải đại nhân còn cái chuyện chưa có liệu hay không? Thưa kìa, ngươi hãy xè tay ra hỏi hắn là biết ngay. Ồ. Ngoan. Các người coi nè. Thì ra lại là ngươi giở trò. Lần trước thì phá con ngựa, lần này là phá con chó. Ê, sao không nói sớm đi, thì khiến cho người ta hết hồn đó. Đâu có phải, con chó thì nó là của thằng Đức dạy thôi. Nhưng mà nghe đại nhân, rõ ràng hôm đó đại nhân nói mắt con chó lộ ra ánh lục hoàng đó mà. Đúng rồi, còn nói là có một luồng gió âm. Ê, thiếu gia, cậu lại khoe khoang rồi, không lẽ nghe đại nhân hợp sức với cậu nói láo sao? Không đâu, nghe đại nhân là người thẳng thắn, sao lại nói láo chứ? Nghe đại nhân, đâu có, sao lão phù lại nói láo chứ? Nhưng mà vì chính nghĩa nhiều khi cũng phải ngoại lệ. Đại nhân ông Bình Mùi, người thấy chưa? Ta đã hứa với cô là sẽ dỗ ngôn được cha của cô. Bây giờ không những là cha của cô cười, cả nghề đại nhân cũng biết cười nữa kìa. Thử hỏi là ta có lợi hại hay không? Mùi Mùi, có chuyện gì vậy? Hôm nay đã là ngày 49, đám quỷ sai không lâu sẽ tới bắt ta đi. Thiếu gia, cậu có kế chứ hả? Mùi Mùi, chuyện đã tới nước này, chúng ta phải chạy đi. Theo ta. Thực ra bây giờ chúng ta đi đâu?
Đi đâu cũng vô dụng thôi mà, trốn không có nổi đâu. Mùi mùi, ta biết rồi, ngươi hãy ngồi xuống đi. Ngồi. Ông chủ. Khách quan, cảm ơn. Hôm nay không bán nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Hai vị quý xe đại ca đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xin mời ngồi. Thơm quá. Dĩ nhiên là thơm. Ở chỗ này có trứng luộc, trứng kho, trứng lá trà, trứng cút cũng có nữa. Ăn sao cũng được. Chỉ cần là việc gì cũng có bàn thảo. Ngồi đi. Đã tới 49 ngày, chúng tôi phải phúc lệnh. Trứng gà chúng tôi không ăn đâu, nhưng mà phải dẫn cổ đi. Đứng lại. Đừng sợ, bên này. Ê, Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng, ngươi phải giúp ta đó nha. Quỷ sai đòi bắt cổ đi. A-di-đà Phật. Chúng sanh dài khổ, tất cả đều có sự ân quả. Chỉ có một cõi lòng từ bi thì mới có thể giải thoát. Xin Bố Tại Hòa Thượng chỉ đường dẫn lối. Hứa Thí Chủ kiếp trước là người xuất gia, đại từ đại bi, và đã lập hoằng nguyện phổ độ chúng sanh, qua giải khổ nạn. Ngươi thiệt nên xuống tóc đi tù. Ngươi thì là tầm bậy tầm bạ. Ta nói ngươi cứu cỏ, ngươi biểu ta xuất gia. Mùi mùi, đi. Mười mũi, có sao không vậy? Không, chỗ này là chỗ nào? Lấy hết vậy bạn ơi! Là đại nhân đang tự. Lão đại, đã kiếm khắp ở đồng đó chỉ có bao nhiêu ngân lượng thôi. A-di-đà Phật. Thí chủ, đây là tiền hương dầu của cửa Phật đó. Hương dầu đoàn sau. Ngọn đồ này là của ta mà. Đốt cái chùa này cho ta. Có một chút tiền đó làm sao mà chỉ cho đủ. Họ không giết người làm sao mà được thả giận. Muốn cứu họ, trừ phi là Phật tổ xuất hiện. A-di-đà Phật. Thí chủ đã lấy được tiền rồi, tại sao còn gây thêm chuyện nữa? Thầy chủ kia, còn nhiều chuyện hả? Giết cho nó. Hòa thượng kia, ta không tin là bắn người chết. Lấy tên lửa cho ta. Thí chủ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Hòa thượng kia, đừng tới gần nha. Nếu không thể giết người đó. Nếu có thể đồ quá cho thí chủ, bằng tâm bị chết, lại có đáng tiếc gì? Dầu là ngàn đó. Đừng bước tới nha. Nếu như không thì giết chết người đó. Hồi dầu là ngàn.
là như vậy. Anh Đức, sao lại không thấy những người khác? Họ đi đâu hết rồi? Thề không thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chánh Bồ Đề. A Di Đà Phật. Hứa thí chủ, đây là hoằng nguyện kiếp trước mà người đã lập ra đó. Ông là tiền thân của ta. Số mạng đã định, cho nên kiếp này người phải hoàn tất hoằng nguyện kiếp trước của người, xuống tóc đi tù. Pháp hiệu là không được nói. Ngươi sẽ gặp năm vụ công án thiền môn, đó là tham, sân, si, hận, ái, ác, dục. Bảy người ác thân này. Tham, thân, si. Như vậy quận chúa? Quận chúa là người đầu tiên. Sau khi ngươi cảm hóa bảy người thì công đức của ngươi đã hoàn thành, và giang thí chủ sẽ được chuyển thế đầu thai. Phúc bà, thiếu gia đi đâu sao không thấy vậy? Ở quanh đây mà, bị thất lạc quanh đây thôi. Mình tới đằng kia kiếm thử coi ha. Ờ kìa, cái bao của bố Tải hòa thượng đó. Hả? Có phải của thằng Đức không? Chắc là bị bao Tải hòa thượng bắt vô rồi. Nghe nói nó ở kinh thành đụng chạm với hoàng thượng, bây giờ chúng ta xuống tới nó lại chui vào bao Tải. Con của mình thiệt là nhiều tài kiến. Ê, đừng có hoảng hốt vậy mà. Mở bao Tải ra coi đi. Người biết cái bao Tải này khép lại thì không mở ra được mà. Có phải trong này có mảnh thú hay không? Ây da, mở rồi, mở rồi. Tiểu Phụng à? Cô là các người? Cô ta đâu? Phải. Anh Đức hả? Vẫn còn ở trong này. A-di-đà Phật. Thí chủ, Hứa Đức đã chết rồi. Bằng tăng pháp hiệu không được nói. Ờ, con đã làm hòa thượng rồi à? Họ hứa chính đời đơn truyền chỉ có mình con thôi mà. Cha đừng có lo. Lão hòa thượng có nói mà, chỉ cần là con làm được hòa thượng, độ hóa được bảy người là mùi mùi có thể hoàng dương. Mẹ biết con nghĩ tốt cho cổ, nhưng đâu có cần phải đi làm hòa thượng chứ. Mẹ, mẹ đừng có lo. Con thông minh như vậy, mỗi ngày đi kiếm một người, bảy ngày là kiếm xong rồi. Chừng đó thì hoàng tộc cưới mùi mùi qua cửa, sinh con đẻ cái. Mặc kệ lão hòa thượng đó đi, mùi mùi ha. A-di-đà Phật. Không được nói. Kể từ hôm nay, ta không xuất hiện trước mặt của người nữa. Nếu người có chuyện gì thì chui vào cái bao này thì ngươi sẽ giải quyết được. Đừng như vậy thì tốt. Thiện tai, thiện tai. Ta lên đường nha. A-di-đà Phật. Từ nay ta sẽ là bao Tải, bao Tải cũng là ta. Yên tâm đi, ngày nào ta cũng sẽ đi theo ngươi. A-di-đà Phật. Đức à, mẹ không nỡ để con như vậy. Thưa mẹ, mẹ đừng có lo. Con thường hay xuất ngoại mà. Năm ba năm sau là con sẽ trở về thôi. Rồi mẹ, có mấy cái nằm bảy năm chưa? Vậy là phải rồi. Bây giờ đi kiếm sáu kẻ không được mà. Đâu biết phải kiếm tới ngày tháng nào. Cha, cha đừng có lo. Không có gì làm khó được con đâu. Ê, ta thiệt là không hiểu đó nha. Ngươi làm việc tào lao không à? Không biết tại sao bố Tải hòa thượng cứ bắt ngươi đi làm hòa thượng để cứu con phụng, ngươi lại không kiếm ta chứ? Duyên đại phu, đây gọi là duyên định tam sanh. Không ai có thể phân ra được ta với mùi mùi đâu. Mùi mùi ha? Tài nói đó, ta không biết đâu. Cho nên mới nói là con ngốc. Cũng may là có ta lên đường chung với cô, nếu không con sẽ bị người ta gạt. Thì đã bị ngươi gạt rồi. Ê, sao cũng được hết. Ngươi sau này phải chăm sóc tốt cho con phụng đó nha. Để ta biết ngươi ăn hiếp nó, ta không tha cho ngươi đâu. Thiện tai, thiện tai. Sao thằng Đức lại ăn hiếp con phụng? Thôi để thằng Phúc đi kiếm bảy người, không được á về cho mau.
Hoàng thượng gia lâm. Tham kiến hoàng thượng. Minh Tuân. Tạ ơn hoàng thượng. Thôi được. Hoàng thượng, từ nay Bằng Tăng không phải là Hứa Đức nữa. Pháp hiệu của Bằng Tăng là không được nói. Thật là chuyện đời khó dự liệu. Nghĩ lại hôm xưa, đám quen biết như người còn nói là phải tận hưởng ôn du, ăn tận sơn trân hải vị, đi khắp danh lam thắng cảnh. Ai dè thoáng mắt, người đã tứ đại vậy không? Từ nay còn ai uống rượu trò chuyện trầm nữa? Và thương nghị quốc gia đại sự đây. Hoàng thượng không cần phải rầu đâu. Chỉ cần không được nói, thuyết phục được 7 người, tới lúc đó ta sẽ trở về mà. Chừng đó không những là có thể thương nghị việc nước, cho dù là uống rượu đánh cờ cũng có thể được. Một người xuất gia cũng có thể uống rượu sao? Hoàng thượng đừng có nói lớn nha. Sư phụ của ta ở trong bao tải này. Nhưng mà thấy hoàng thượng mới nói đó, chừng đó không những là có thể ăn thịt mà còn có thể uống rượu nữa. Để ta làm một tiểu nhục hòa thượng, bỏ mặt thông quy dưới luật. Vậy thì quân tử nhất ngôn nha. Quân tử nhất ngôn à? Cậu không được nói à? Bây giờ đã trưa rồi, lên đường nha. Hoàng thượng, như vậy thì hẹn ngày tái ngộ. Được. Sáu đứa không được, ta tới đây. Chống hết nổi rồi, lại đói bụng nữa. Ta ngồi nghỉ chút, cậu đi trước đi. Ở đây nè. Cảm ơn. Đưa cái dù đi. Nè. Mùi muội, cũng đói bụng rồi, ra ăn đi. Anh Đức. Mùi muội, Phước à, cứ lo ăn hoài à, đưa cái nhang đi. Ta chưa có đói. Nè, 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 nè. Đây là lần thứ hai ta xa nhà. Trong đời của ta lần đầu tiên là ta chết. Nhưng mà lại không ngờ thế gian ở bên ngoài lại đẹp như vậy. Không cần cô đi mà, dĩ nhiên là vậy. Ây à, ê, thì là nóng nực quá đi. Còn nói là đi kiếm 6 tên hả? Đi thêm 6 bước nữa ta bị cảm nắng chết đó. Đừng có lăng nhăng nữa, có ăn thì ăn đi. Chúng ta đã đi 5 ngày rồi mà vẫn chưa có manh mối gì hết. Không biết tới lúc nào mình mới gặp được kẻ không được thứ nhất. Ê, thiếu già, chơi kiểu này không được đâu. Con người sẽ mau già lắm đó. Đi kiếm kiểu này không chừng mình sẽ bị chết mà. Đừng có bực bội. Cất lại. Mọi người đừng có lo. Để ta vô bố tải kiếm hòa thượng để chán dẫn đường là được rồi. Anh Đức, chị cảm ơn người. Sư phụ. Không được nói. Có phải người muốn biết người sẽ gặp được ai hay không? Người tự coi thì biết. Thì có một con chim thường hay bay theo người, nhưng mà nó không phải thật lòng thật dạ để đi theo người học Phật. Nó chỉ là tham lam, nghĩ là đi theo người thì có thể khiến cho nó được thành tiên thành Phật. Mẹ đấy, các con đừng kêu réo, nhớ nhà đừng có nghịch ngợm, để mẹ đi kiếm trí tuệ tôn giả coi hắn ở đâu, không chừng sẽ được lời. Có nhớ hay chưa hả? Dạ nhớ. Hắn chính là không nữ thần.
hắn với người có tình duyên tục thế, hắn giúp người phổ độ chúng sanh. Ngươi và hắn sẽ như hình với bóng, quyết không rời xa. Đâu có được, ta là người, hắn là chim, ta đâu có biết nói tiếng chim, có khác gì là gà nói với vịt. Ngươi yên tâm, kiếp này hắn cũng giống như người, đã chuyển thế làm người. Chuyển thế làm người, hắn làm chim cũng chí chóe như vậy rồi, làm người thì càng lợi hại. Đại gia, mở ly trà nha. Đây là thiết quan âm thượng đẳng đó. Nhắc tới việc đốt giấy vàng mã thì không thể hạ tiện đâu. Đốt càng nhiều thì nghĩa càng tôn trọng tổ tiên của người. Nè, mời hãy coi đi. Đây chỉ là mấy thứ cơ bản thôi, trong đó bao gồm kim sơn, ngân sơn, vườn hoa, nhà lớn, mấy chiếc kiệu, kiệu phu, kim đồng, ngọc nữ, nô tỳ, nô tài, dập hết thảy lại chỉ 100 lạng bạc mà thôi. Không được, ít như vậy hả? Chúng tôi là nhà đại phú đó mà, có danh vọng, có địa vị. Phải. Vì chức trách của ta, theo lệ ta cũng phải giải thích sơ với người. Đại gia, nói như vậy là hợp nhất. Chú của người lúc sống thì giàu có lắm, về trời rồi đâu có thể ở căn nhà nhỏ xíu vậy chứ. Nè, mình đốt cái nhà lớn cho hắn. Cái nhà lớn thì cây cầu cũng đâu có thể nhỏ như vậy chứ, có phải vậy không? Vậy mày quyết định đốt một cây cầu thiệt là lớn cho hắn, vậy được chưa? Dĩ nhiên phải như vậy. Đại gia, lúc chú của người còn sống, ông có thích đi du ngoạn hay không? Cũng thích lắm, có quan hệ gì đây? Như vậy, loại kiểu 4 người 8 người với lại du thuyền hậu quê là phải có. Chiếc thuyền mà người cũng nghĩ ra hả? Thiệt tỉ mỉ quá ha. Tính hết thảy là nhiều tiền đây? Hy dạ, có đáng bao nhiêu đâu, 1.000 lượng thôi. Phải, có chuyện này quan trọng nhất định phải hỏi người đó. Chú của người có con cái hay không? Không có. Hy dạ, như vậy thì đâu có ai làm con hiếu tử chứ. Vậy có cách nào đây? Vậy không được, vậy chúng ta phải mướn người đi làm hiếu tử cho hắn. Nè, chỉ khóc lóc là 100 lượng, nếu muốn có cả nước mắt nước mũi thì 200 lượng. Chị mấy đứa có tướng giàu sang chút? Dĩ nhiên, giống ta mà. Hả, giống cô? Không phải, giống chú con người. Người chết ba hồn bảy vía, mau về đây, mau đi, về đây, mau đi. Là tụi nó đó hả? Phải, là tụi nó đó. Nhỏ xíu như vậy làm sao làm hiếu tử đây? Bây giờ thì chú của người đi còn tráng niên mà, con cái phải nhỏ như vậy chứ. Chú của ta đã năm mấy tuổi? Chú của người tuấn tú đẹp trai, hào hoa phong nhã. Đám con dĩ nhiên là hơi non nớt một chút, nhưng mà tụi nó giỏi đóng kịch lắm. Nè, ngươi coi thử coi, ta không giới thiệu sai đâu. Coi đi. Nè, ta giới thiệu không có sai chứ, tụi đóng kịch giỏi lắm đó, thấy không? Tiếp tục đi. Được. Đêm hồn người chết mau về đây, ba hồn chính vía mau về đây, mau về đây. Quầy, chú ta bệnh chết mà. Được. Ê, nè, người lần trước mới là trả thù, người lần này là bị bệnh chết đó. Tôi cần đâu có biết. Người làm bằng kiểu nào đây? Ây da, bọn nhỏ sốt sắng quá cho nên quên thôi đó mà, không có sao đâu. Sốt sắng? Phải. Người tự coi đi. Ây da, được. Ê, nhóc con, nè, thức dậy đi. Nè, thức dậy đi. Ây da, không quá bị ngất xỉu rồi. Thiệt không ngờ nó làm như là thiệt, nó không quá bị ngất xỉu rồi. Không cần người làm pháp sự nữa, đi mau đi. Thiệt tốt vậy hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn. Chuyện gì? Còn muốn thâu tiền? Dĩ nhiên, người biểu ta đừng làm thôi mà, đâu phải ta tự nói. Dĩ nhiên phải thâu tiền chứ. Quầy, người tới làm chỗ nào đây? Đứa nằm ngủ, đứa nó bậy. Thâu tiền hả? Ê nè, cùng lắm là vậy, coi như ta chịu thiệt thòi, thâu bớt một chút. Trả nữa cho ta. Hả? Ê, coi bộ như là người không có muốn trả tiền vậy hả? Ta cho người biết nha, tiền của người chết không thể gạt đâu. Tiền của đàn bà thì càng không thể gạt đó. Nè, ta cho người biết, người đừng có thấy ta nhỏ con như vậy, ta dẫn theo đầm đứa nhỏ, tiền là tội nghiệp lắm đó, khó kiếm ăn lắm. Người đừng có ăn hiếp ta nha, ta không có ngán nào không các người đâu. Có trả tiền hay không? Trả tiền đi. Nếu còn ta giữ luôn tổ tiên của người đó, trả tiền đi. Trả tiền. Được, trả tiền nè, lấy hết đi, cút hết đi. Đi, nhanh lên. Đi. Tan gà, tan thịt, tan bạn người gì cá. Thiệt hay quá. Hay quá. Đáng lý cái gì thì cũng ăn hết đó. Nhưng mà bây giờ đã hết rồi, mới làm ăn lớn đã bị các người phá đám, còn ăn cái gì nữa. Đứa nào đứa đấy cũng vô dụng mà, không có đáng thương đâu.
Mẹ à, mẹ đừng có rầy nữa, thì con vẫn chưa ăn gì hết. Mẹ à, tụi con thiệt là đói bụng lắm. Con phải ăn thịt heo với cá. Mẹ cũng muốn ăn đó, cái thằng khỉ. Nè các con coi, mẹ chỉ còn chút tiền này thôi, đủ cho các con ăn hay là đủ cho mẹ ăn? À, xin hỏi dùng gì? À, bấy nhiêu người ăn cháo trắng được rồi. Tất cả ăn cháo trắng. Phải. Cháo trắng. À, cậu nói không được. Cậu ngó họ làm gì? Cô này thì là quen mặt quá, không biết đã gặp được ở đâu. Cháo trắng đây nè. Hey, chuẩn bị ăn đi. Lại cháo trắng. Cái đám khỉ này, có cháo trắng cho các con ăn đã mày phước rồi. Các con nghịch ngợm như vậy, cô đã ăn cơm hả? Thì cái đám con này, có hạt giống cho các con ăn là mày phước rồi. Cô đòi ăn trùng hả? Không có đâu. Ê, trí tuệ tôn giả, ngươi đi đâu vậy? Chuyện gì? Ăn đi, nguội hết rồi. Ăn xong còn phải đi kiếm tiền, nó không chừng sẽ được lời đó. Chờ mẹ về nha. Có đẹp là cô rồi. Có đẹp ăn về. Thì đó là cô hả? Chim chi chóe. Ờ, người kiếm ta hả? Ta không quen biết người đâu. Ai gì là Phật? Cô không quen biết ta không sao, ta quen biết cô là được rồi. Tại vì cô là chim chi chóe mà. Nói thiệt nghe đại sư, tánh ta thì hơi chi chóe, nhưng mà ta là người chứ phải chim đâu. Đại sư là người xuất gia phải thuận lời chứ. Thiện tài thiện tài. Là người cũng được, chim cũng được, không sao hết. Sẵn kiếp này cô cũng xuống tóc đi tu rồi, tứ đại giai không mà. Ê, tầm bậy tầm bạ. Ừ, tầm bậy tầm bạ. Sao kia không lại xuống tóc đi tù chứ? Ê, chắc đại sư quá diện đến nỗi bị điên rồi đó. Ê con à, ăn mau đi, ăn xong rồi đi. Đại sư, hôm nay gặp đại sư cũng là duyên phận đó ha. Có phải vậy không? À, người xuất gia rộng lượng từ bi mà. Vậy thì cái bữa ăn này á, à, người trả tiền dùm đi nha. Hả? À, quyết định vậy đi hả? Ăn xong là đi đó. Thiện tài, thiện tài, thiện tài. Tội lỗi, tội lỗi. Hả? Cậu là không được tham hả? Không được nói này, nói sẽ gặp lại gặp mà. Ây da, thiếu gia, cậu đã biết là cậu không được tham lam mà. Để cho cậu đi, chừng nào mới kiếm lại được chứ. Yên tâm đi, nếu như mà có duyên thì ta nhất định sẽ gặp lại. Xin nói đại sư này có phải là bố Tải Hòa Thượng hay không vậy? Chính là ta. Ây da, vậy thì hay quá rồi. Lão gia nhà của tôi đó, nhất định phải mời đại sư đi một chuyến. Được, nhưng mà ngươi hãy trả tiền ở đây để. Các hạ chính là bố Tải Hòa Thượng không nói được đó hả? Thiệt là hân hạnh được gặp. Chúng tôi biết đại sư có cái gì mà không biết, có cái gì mà không hiểu. Nghe nói đại sư đi ngang, tôi cố tình mời đại sư về để giải quyết vấn đề nan giải. Nếu như mà giúp được cho các vị thì bằng tăng sẽ giúp hết sức của mình. Chuyện là như vậy, từ ngày mà cha của ta qua đời, mẹ của ta hành tung quỷ quái, sức khỏe thì càng ngày càng yếu đi, giống như là bị trúng tà vậy. Thì phải rồi, bây giờ còn nghi này nghi nọ, còn nói bừa nói bãi. Bị bệnh thì kiếm đại phu, còn làm pháp sự phải kiếm hòa thượng. Bần tăng chỉ là một kẻ xuất gia, về chuyện mẹ của các người e rằng có lòng mà không có sức. Tâm bệnh thì phải chữa bằng thuốc tâm. Ta mong đại sư có cách giải quyết, nói một chút Phật lý với mẹ ta, đừng để cho mẹ của ta suy nghĩ nhiều. Dạ phải, nhị ca nói đúng đó. Chỉ lo là mẹ suy nghĩ dớ dẫn, chỉ lo là nghĩ không suốt rồi làm chuyện dớ dẫn. Thì phải rồi, bà chết thì không sao, chỉ lo liên lụy tới chúng tôi thôi. Nhị tẩu quá, chị nói vậy lý gì đây? Không phải hay sao, tam cô nương ta chỉ là thấy sao nói vậy thôi, có phải không? Người chết rồi đau lòng cũng vô dụng. Bây giờ là mẹ bị chết chồng, chúng tôi bị chết cha, chị cũng đâu có thể nói là không đau lòng chứ nhị tẩu. Bớt nói chút đi. Đàn ông nói chuyện, đàn bà tốt nhất là ngậm miệng lại đi, thiệt là mất mặt. Dạ phải, không biết ý của đại sư thế nào. Vậy hả? Vậy được, xin hỏi là lão phu nhân ở đâu? Mẹ của ta đang ở trong nội đường, nhưng mà cũng sắp nghỉ rồi. Bây giờ cũng đã tối, nếu đại sư không ngại thì có thể ở đây một đêm, ngày mai mới dẫn kiến. Gì hả? Thiếu gia, cậu không định ở lại chứ hả? Cậu đừng quên, không được tham đang chờ mình đó. Vậy được, bần tăng xin lỗi quấy rầy. Mùi mùi à, ra dùng cơm đi. Mùi mùi. Anh Đức à, sao mình lại ở đây? Chỗ này khí âm nặng lắm, chị khủng khiếp. Tại sao cái gì? Thấy mùi gật đầu ta mới ở lại thôi. Nếu như không, ta ở đây làm gì? Ta không phải gật đầu, ta lắc đầu đó. Cái gì? Ê, thiếu gia, cậu đã hiểu lầm rồi. Ta biểu đi mà, bây giờ đi cũng chưa muộn, đi đi. Đúng rồi, đi đi. Chỗ này khí âm nặng quá, thì là khủng khiếp, đi mau. Mùi mùi, ở thế gian này chỗ nào có ma là khí âm nặng mà, sợ cái gì? Ma, có ma hả? Ở đâu vậy? Ở đâu? Thì ở đây nè. Hả?
Thiện tai, thiện tai. Mùi mùi, bây giờ mùi đã làm ma rồi. Cho dù có gặp ma thì coi như là quen biết thêm bạn bè thôi. Ở nhà thì nhờ cha mẹ, ra đường thì nhờ bạn bè. Nhiều khi ta với thằng Phước cũng không thể chăm sóc tới mùi đâu. Nghe thấy không vậy? Nghe. Hình như là có người đang hát đó. Đêm khuya như vậy, ai hát đây? Là một em bé đang hát đồng dao đó. Tiếng hát nghe thảm thương quá. Tiếng hát khủng khiếp vậy. Đừng có bày đặt hát mà. Ây da, anh thì khiến cho người ta nổi da gà đó. Chuyện tai, chuyện tai. Bà cụ à, khuya như vậy đánh chiên đã xảy ra chuyện gì? Bà cụ à, bà làm gì? Người hãy tránh đường. Tránh đường cho ta. Bà nói tránh đường gì? Tránh đường đi. Đêm khuya mà bà đánh chiên đã xảy ra chuyện gì? Tránh đường mau. Người đâu? Ra đây hết đi, ra đây hết đi. Ây da, biết cả tay luôn đó, hay à. Chuyện gì đêm khuya làm rùm bay vậy mẹ? Vì này thì ra là cao lão phu nhân hả? Lão phu nhân? Dạ phải. Ta lại nghe được tiếng hát. Khi cha của các con qua đời cũng là tiếng hát này. Mẹ à, đừng có nói bừa bãi mà. Tiếng hát, tiếng hát. Mẹ à, chị con đã mời về một vị đại sư rồi. Mẹ sẽ được lành lại mà. Ta không có bị bệnh. Ta được tỉnh táo ghê lắm. Chỗ này người mà tỉnh táo nhất chính là ta. Các người đều đần độn đó mà. Ta nghe phu nhân nói chuyện như là không phải đần độn đó. Mẹ à, mẹ cũng vì đau lòng quá độ thôi. Người câm miệng. Người biết cái gì? Rốt cuộc hắn đã kiếm tới nơi rồi. Hắn không chịu tha cho mình. Hắn không chịu tha cho mình. Mẹ à, mẹ nói gì đó? Có phải là lão già hay không? Hả mẹ? Lão già của người cũng sợ lắm. Hắn đâu có dám về. Cao lão phu nhân, có phải là bà có chuyện muốn nói không? Có phải là có chuyện chúng tôi không biết không? Phải, phải. Chuyện này ta đã giấu lâu năm lắm rồi. Nhưng mà hôm nay rốt cuộc phải nói ra rồi. Mẹ à, thật ra là chuyện gì chứ? Mẹ à, chuyện gì nói đi. Các người đi theo ta rồi sẽ hiểu được. Chú Trung. Ô phu nhân. Mẹ à, mẹ cẩn thận. Mẹ à, cẩn thận nha mẹ. Quê, người nghĩ coi chú này có dặn bạc cho bá hay không? Chắc không chứ hả? Thiếu gia, thiếu gia, cậu nghĩ lão phu nhân có chuyện gì? Ta cũng không biết, nhưng mà khẳng định không phải là chuyện tốt. Chú Trung. Ô phu nhân. Mở cửa đi. Dạ. Phu nhân là cẩn thận đó. Mẹ à, mẹ dẫn tụi con tới đây làm gì? Ê, thì bậy bạ mà. Đêm khuya dẫn chúng tôi đến coi cái này hả? Phước. Đại nương, quan tài này là của ai vậy? Tại sao để chỗ này? Nại nó ra. Nại nó ra đi. Cậu hai. Thì ra truyền thuyết này là thiệt đó. Người đàn bà này rốt cuộc cũng không tha cho mình. Đại nương à, mẹ nói gì vậy? Thật ra ai muốn hại mình chứ? Tại mình làm lỗi. Tại mình không đúng. Độc tấu này đã thực hiện rồi. Thực hiện rồi. Cái gì độc tấu đây? Mồ mẹ con. Ê à, một lớn một nhỏ à, thì là ghê quá. Mẹ à, hai bộ hài cốt này của ai vậy? Là lỗi của mình. Nhà họ Cao mình đã gây nghiệt. Hai người họ đã chết 80 mấy năm rồi. Khi hai mẹ con họ chết đã ôm chặt với nhau. Nhưng mà thiệt lạ lắm, không có ai đủ sức để phân họ ra. Tới bây giờ mà họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Nhưng mà với nhà họ Cao của mình có quan hệ gì đây? Nghe lão già nói, tổ tiên của bốn đời trước đã để mắt xanh tới con sen của nhà mình, rồi thì đã ô nhục tới cổ. Sau đó con sen đó đã mang thai của nhà họ Cao mình, rồi sanh ra đứa nhỏ. Nhưng mà tổ tiên của mình không muốn để chuyện này đồn ra ngoài, để thanh danh của nhà họ Cao bị bại hoại.
rồi thì đã nhốt lại hai mẹ con họ ở đây. Trả chúng tôi ra ngoài đi. Trả chúng tôi ra ngoài. Sau đó con sen đó bị lâm trọng bệnh, người của nhà họ Cao lo là bị truyền nhiễm. Rồi thì trong một đêm mưa tuyết lớn đã đuổi đi hai mẹ con họ. Lúc đó nhà họ Cao có tài có thế, nhưng mà đã không đưa cho họ một chút tiền bạc nào. Lúc mà đuổi họ đi, chỉ cho đứa nhỏ đó đem đi một trái bành.做咗佛祖之后，当然可以继续服呢呢，继续做功课啦。好嘢！但系无论如何做咩都好，内心再冇烦恼，只有欢喜自在噶啦。嗱，师父系话。 只要我哋抛弃晒所有烦恼，就只不言明心见性噶啦。即使学紧乜嘢，做紧乜嘢，到时我哋已经内心早已成佛啦。你哋明唔明啊？明啊！阿弥陀佛，善哉善哉。